Đến sáng nay, lực lượng chức năng huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cùng với gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm ông Nguyễn Đăng Hòa, nghi bị mất tích trên sông Rào Nổ. Theo gia đình, chiều qua, ông Hòa đi tìm một con trâu bị thất lạc, nhưng đến tối không thấy về. Khi gia đình đi tìm đến sông Rào Nổ thì phát hiện áo quần giày dép của ông bên bờ sông. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương, lực lượng chức năng để hỗ trợ tìm kiếm. Do ảnh hưởng của mưa bão, các con sông suối trên địa bàn huyện Hương Khê đang dâng cao và chảy xiết, rất nguy hiểm cho những ai qua lại khu vực này.